Xin chào, đây là trường Mong One đây. Không giống như iPhone, việc xóa dữ liệu ở trên máy một cách dễ dàng để cho tặng người thân hay là làm mới lại máy, nó rất là dễ và cực kỳ nhanh ở trên iPhone. Nhưng đối với MacBook thì chúng ta có một số các cái thao tác mà có thể mọi người chưa biết. Cùng với đó thì các dòng sản phẩm MacBook thì có thời điểm hiện tại có hai loại, đó là Intel và những con chip đến từ Apple Silicon. Như vậy làm thế nào để có thể xóa một trong hai chiếc máy này? Cùng mình theo dõi video ngày hôm nay để xem cách làm nhá. Intro. Như mình đã nói ở trên thì hiện tại có hai bản chip, đó là Intel và chip từ Apple Silicon. Như vậy cách xóa của nó sẽ tương đối khác nhau. Như mình rất là thích cái cách xóa ở trên M1, M2 này. Nó tương đối giống với cả iPhone và xóa rất là nhanh. Vậy thì để cái gì khó hơn mình sẽ hướng dẫn mọi người trước. Cùng mình bắt đầu với cả chip Intel trước nhá. Và một lưu ý nhỏ nhỏ này, khi mọi người xóa dữ liệu như thế này ấy, thì chắc chắn là sẽ xóa sạch tất cả những gì có ở trong ổ. Vì vậy những cái dữ liệu nào quan trọng hãy lưu bên ngoài trước giúp mình nhá. Ok, bắt đầu với máy Intel. Ok, đầu tiên sẽ là máy với chip Intel. Ở đây mình đang có ví dụ ở máy MacBook Pro 2018 này. Đây là bản 13 inch. Chúng ta sẽ vào phần quả táo này. Bấm quả táo sau đó kéo xuống dưới, chúng ta tắt máy đi. Đó, tắt máy đi thôi. Chung mà đời Intel này thì nó tắt khá lâu nên mọi người phải chờ một lúc đấy. Chắc là ai đang dùng thì cũng hiểu cái cảm giác này mà. Ok, đợi khoảng 5 giây nữa nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm nút nguồn và giữ Command R. Chúng ta giữ tổ hợp phím Command R này để vào cái phần Disk Utility ở bên trong máy ấy. Mọi người chỉ cần thấy cái thanh bắt đầu chạy như này có thể thả tay ra, chứ cũng không cần phải giữ lâu làm gì đâu. Ok, được rồi. Bây giờ nó sẽ vào cái phần macOS Recovery. Chúng ta có thể chọn bất kỳ cái tài khoản nào nếu mà các bạn có nhiều tài khoản nhé. Thường thì mình đang có đây là 2 tài khoản. Mình sẽ chọn cái này. Sau đó bấm Next. Nhập mật khẩu máy vào thôi. Ok, đầu tiên khi mà vào nó sẽ hiển thị lên như thế này. Mọi người chọn vào cái phần sau có chữ Edit này nhé. Startup Security này. Nó sẽ hiện lên ở đây là cái firmware Password Protection. Nó có thể on hoặc off. Nếu mà on thì mọi người hãy bật, mọi người bấm vào cái phần bên dưới này, nó sẽ có một cái dòng bên dưới, mọi người bấm vào đó. Sau đó sẽ hiện lên như thế này. Thường thì lúc mới hiện lên nó sẽ hiện lên cả Full Security và cái phần Disallow này. Nhưng mà khi mà nó đã hiện lên, mọi người chọn No Security và Allow để cho nó hạ cái bảo mật xuống thì mình mới cài được máy nhá. Ok, sau khi chọn này xong bấm X, nó sẽ hiện lại như thế này. Sau đó chọn vào tiện ích ổ đĩa ở đây. Continue. Cái ổ của chúng ta gốc sẽ tên là Apple SSD. Thực ra còn tùy vào máy của bạn chạy ổ gì nữa. Ở trên một số cái máy iMac có thể chạy ổ HDD thì nó sẽ có cái tên khác, nhưng mà cứ chọn vào cái phần View ấy đi. Nó hiện ra Show All Device này. Chọn cái này, nó sẽ hiện ra tất cả ở đây và chọn cái dòng đầu tiên giúp mình. Erase. Mình sẽ để tên nó là cái này, tên mọi người tùy đặt nhé. Mọi người thích đặt tên gì cũng được. Mình sẽ chọn tên như thế này. Và cái định dạng của nó sẽ là APFS. Mọi người chọn luôn và bắt đầu bấm xóa. Cái máy để hướng dẫn cho mọi người này thì nó không có dữ liệu gì cả nên xóa nó rất là nhanh, còn tùy vào lượng dữ liệu của mọi người có nhiều hay không nữa. Ok, sau khi xóa xong mọi người bấm vào dấu X. Bấm vào dấu X quay lại đây. Bước vừa rồi mình hướng dẫn đó là xóa hết tất cả dữ liệu, tức là nó đã bao gồm xóa cả macOS. Vì vậy để cho máy chạy được thì tất nhiên chúng ta phải có macOS rồi. Reinstall macOS cho mình nhé, để cài lại cái bản macOS. Ở đây sẽ hiện ra macOS Catalina. Cái máy này của mình thì nó tương thích với bản nhất nên nó sẽ hiện ra đầu tiên. Còn tùy vào máy mọi người có thể thấp hơn hoặc cao hơn, nó có thể hiện ra các cái bản cập nhật có sẵn tại thời điểm các bạn dùng. Ok, Catalina, continue luôn. Đó, đây là một số cái điều khoản thôi, mọi người cứ bỏ qua nhé, chọn agree luôn. Agree. Chọn vào cái ổ mọi người cài. Đây là ổ của máy luôn đấy. Mình để tên là Macintosh HD như ban nãy mình vừa để đó. Và install. Thời gian cài ước tính có thể khá là nhanh đấy, nó cũng không bị lâu như thế này đâu. Thực ra đây nó chỉ là cái thời gian nó ước tính thôi. 5 minutes later. Ok, vậy là đến bước này là xong rồi. Những cái cơ bản như thế này thì chắc là mọi người cũng đã biết, thì cứ nhập và continue các thứ thôi là xong cái phần cài đặt. Tiếp đến đây mình sẽ làm đến máy M1 nhé.
mọi người cùng chú ý theo dõi tiếp này. Ok, chiếc máy tiếp theo là máy M1. Hiện tại mình đang có đây là MacBook Air M1. Bản này mình đã lên là bản Ventura rồi. Bản này sẽ khác với Monterey một chút ở cái phần xóa máy, nhưng mà nó vẫn sẽ tương đồng với cái cách thức hoạt động của cái việc xóa máy này. Thì để ở trên cả Monterey và Ventura giống nhau, thì mọi người cứ vào phần cài đặt, sau đó tìm kiếm giúp mình là xóa tất cả. Đây, xóa tất cả nội dung và cài đặt. Mọi người chọn vào phần này. Ở bên Monterey cũng sẽ như thế nhá. Nó sẽ hiện ra cái dòng xóa tất cả nội dung và cài đặt, có thể tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Bấm xóa. Sau đó gõ mật khẩu giúp mình. Ở đây có đang có hai tài khoản, cứ bấm tiếp tục tùy vào máy các bạn có bao nhiêu tài khoản nhé. Ngoài ra thì một cái lưu ý như mình đã nói ban nãy là nếu máy của các bạn có tài khoản Apple ID thì có thể một là đăng xuất trước ở đây, hai là lát nữa khi mà vào phần cài đặt nó sẽ hỏi và xóa. Như ở trên những cái bản Monterey và Ventura ấy, nó sẽ hỏi luôn ngay bước này nếu mà có tài khoản Apple ID. Việc xóa ở trên các cái bảng cập nhật cao như thế này thì rất là dễ và cực kỳ nhanh. Như vừa nãy mọi người chờ ấy, tính ra cái lúc mà mình xóa ở cái máy Intel kia, thời gian nó còn rơi đến khoảng 15 phút đấy. Có thể là cái tốc độ mạng hôm nay nó hơi yếu, hoặc là cái máy nó khá là lâu rồi, MacBook Pro 2018 mà. Nhưng mà mọi người sẽ thấy ấn tượng ngay ở trên con M1 này, nó xóa cực kỳ nhanh luôn. A few minutes later. Ở đây khi máy vào cái phần như thế này, nó sẽ bắt mọi người là chọn Wi-Fi để thực hiện cái thao tác. Mọi người cứ chọn Wi-Fi ở bên trên này. Có một số máy thời điểm hiện tại ấy, nó đang bị lỗi, có thể lỗi thôi, không nhiều đâu. Đó là nó sẽ không hiện cái biểu tượng Wi-Fi này để mọi người cài lại. Thì mọi người cứ restart lại giúp mình nhé. Restart lại và làm lại các bước như ban nãy. Thì khi nào mà nó hiện ra cái Wi-Fi này thì thôi. Cơ bản thì cái này nó lỗi phần mềm thôi, nên là mọi người cũng không cần lo lắng quá. Chỉ là nó hơi bị mất thời gian một tí. Chờ một chút để cho Wi-Fi nó lên nhé. Đấy, khi mà Wi-Fi lên nó sẽ lập tức chạy như này luôn. Lát nữa ở đây cái chữ restart ở phần này nó sẽ chuyển sang bên này, mọi người bấm vào là được. Đấy, mọi người thấy nhanh không? Và nhanh kinh khủng luôn. Và nó còn có thể nó là bằng 1/10 thời gian ban đấy. Bây giờ mọi người vào và bắt đầu cài lại mọi thứ như bình thường thôi. Đấy, các bước cài thì nó cũng giống như bên kia, mọi người chỉ cần nhập lại như là một chiếc máy mới thì là xong và bắt đầu sử dụng tiếp. Trên đây mình đã hướng dẫn cho mọi người các cái bước để xóa trắng sạch máy ở chiếc máy MacBook chạy chip Intel và MacBook chạy chip M1 hay M2. Mọi người có đưa ra quan điểm gì hãy để lại bên dưới phần comment cho mình nhé. Và nếu thấy video này hữu ích và hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho Mac One. Đó là sự ủng hộ tuyệt vời của mọi người dành cho bọn mình đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.